Rồi, xin chào bà con nha. Thì hiện tại vườn ở vườn nhân giống cao su thì cũng còn một số lượng cái cành gỗ ghép của giống riêu 103 hay còn gọi là DK4 á. Thì nếu mà bà con có nhu cầu ghép trong cái giai đoạn tháng cuối tháng 6, giữa tháng 6, nói chung là ghép mà tại thời điểm tháng 6, tháng 7 thì bà con liên hệ cho kênh cao su nha. Cây cao su sẽ để cái thông tin số điện thoại để cho bà con tiện liên hệ. Thì đây là riêu 103 DK4 nè, không, bà con thấy không? Lá đen xanh đậm nè. Hiện giờ thì cái tầng lá trên cũng ổn định, có thể chúng ta có thể ghép liền được. Chứ nếu mà kéo dài cái thời gian khoảng nửa tháng nữa thì khả năng nó sẽ lên cái tầng lá mới, thì lúc đó thì bà con phải chờ cho tới lúc mà cái tầng lá nó ổn định. Rồi, video làm ngắn vậy thôi. Xin cảm ơn bà con đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.